Lý Fit đang thực hiện một đơn hàng rất đặc biệt của một cậu bé tên là Mận Cơm. Hiện tại thì Mận Cơm không chịu ngủ ở trong phòng. Trẻ con sẽ có nhiều nỗi sợ, khi muốn xóa bỏ những nỗi sợ đấy. Đây thật sự là một đề bài rất là khó. Nino ơi, Nino ơi. Đợi tí. Không thấy đâu nhỉ? Đợi tí. Đây, không thấy ông ra mở cửa này. Đợi tí. Trời ơi. Trời lâu quá. Làm gì đấy? Cằn nhằn suốt. Đang xây một cái pháo đài. Hai kiến trúc sư nhận xét xem. Tôi thấy cũng được. Ngày xưa là tôi là thích cứ chui về những cái thứ nhỏ nhỏ ấy thôi đấy. Bạn ơi, xây cái nhà cả ngày chắc mệt rồi, thẩm tí bánh tôi mới làm. Làm luôn. Tất nhiên rồi. Có Dino ăn thì nó cho tôi ăn đấy không ạ? Rồi. Bây giờ Giáng sinh thì ôn kỷ niệm trẻ con một tí. Thế hồi nhỏ ấy, có bao giờ thích kiểu xây nhà, kiểu trùm chăn lên làm túp lều không? Có. Có chứ. Thế là bé tôi toàn sưu tầm bìa các tông, xong rồi bố mẹ cứ tưởng là đi làm đồng nát. Nhà tôi thì chỉ có trùm chăn lên xong bật quạt, xong mùa đông cũng bật, xong ốm. À, không phải vô duyên vô cớ nhắc đến chuyện trẻ con đâu. Có một em bé đang rất cần đến sự giúp đỡ. Hai ông bà ở đây. Và đây là video về em bé. Thì nhờ cả Ly cả Sơn cùng xem. Ngồi gì vào đây. Hi, hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Nghĩ Hương Gia. Và đây là Nguyễn Quốc Bảo. Tức là bé gì ta? Bé Mận Cơm. Nó ồ, Mận Cơm thì lớn đấy. Nghịch lắm là... Ông cá tính. Ghi có một bé trai, là một cậu bé tình cảm. Em ơi, anh cho em này. Cảm ơn anh đi. Đấy, em thích rồi kìa. Giang sẽ vui hơn khi mà Mận Cơm con mình là người bạn. Nên là Mận Cơm thì ở với Giang thì sẽ nói chuyện nhiều hơn. Và hai mẹ con luôn luôn hát và nhảy cùng với nhau. Có lẽ Mận Cơm cũng thần tượng Giang. Bởi vì nhìn thấy mẹ xuất hiện trên TV nhiều quá. Ban đầu khi mà bà nội xây nhà, Mận Cơm rất là thích. Vì nhà mới, nhìn giống khách sạn. Trẻ con học hướng với những cái rất là đơn giản. Eo ơi, ngày xưa ước là có cái phòng rộng như này luôn ấy. Ui, tôi thấy rộng quá, sợ ma lắm. Căn phòng nó quá rộng lớn đối với Mận Cơm. Hơn nữa thì những món đồ đấy không phải là những món đồ mà Mận Cơm chọn. Mận Cơm thì thích những nơi nào mà có cảm giác quen thuộc. Để mà mình có cảm giác yên tâm, an toàn và ấm áp. Một nơi mà kiểu Mận Cơm sẽ có thể chơi được một mình mà không cảm thấy chán. Thay đổi cái không gian trong căn phòng đấy thì mình sẽ khám phá cùng với Mận Cơm. Những cái trò chơi rất là đơn giản ở khắp các cái ngóc ngách ở trong đấy thôi. Với căn phòng mới sắp tới, đây sẽ là một nơi hạnh phúc của Mận Cơm. Thực ra mình cứ nghĩ là rộng là hay cho trẻ con chắc. Vâng. Giống bé như em thế thôi. Khi mà lớn hơn tầm bắt đầu 3-4 năm tuổi, biết đâu biết tưởng tượng anh. Có cái A, có cái B, có cái C cho nên tự nhiên sợ. Hồi bé rèn ngủ với bố mẹ như thế nào, nhưng mà bây giờ khi lớn lên thì lại ngủ cùng với cả bố mẹ. Phòng rộng mình phải thiết kế làm sao mà kiểu như là cái có nhiều không gian cho bé hoạt động trong đó, thì nó sẽ chiếm đi những cái không gian trống. Đó cũng là lý do tại sao hôm nay ban bình luận của chúng ta rất là đặc biệt. Bởi vì ban đầu nghe nhân vật là một cô nữ ca sĩ thì bảo đây toàn các ông anh, nhưng mà thực ra thì nhân vật chính hơn ấy, đó chính là cậu bé Mận Cơm. Thì có anh Tuấn, anh Hoàng ở đây. Chúng ta cùng hồi tưởng lại kỷ niệm tuổi thơ, xem là nếu mà mình là một cậu bé thì mình sẽ muốn gì và cần gì. Anh em mình còn bé thì chắc là hồi anh em mình chưa có phòng riêng đâu nhỉ. Rõ ràng không thể có phòng riêng luôn ấy. Thật ra là ai cũng đã từng một lần 8 tuổi. Mình nghĩ là mình Trời ơi, khách đến. Ai đây? Merry Christmas. Cái gì đây? Lâu đài. Doraemon luôn. Doraemon. À, đây mời. Giới thiệu sơ sơ. Hello. Đi. Đây là hai kiến trúc sư Ly và Sơn. Chào Ly. Hay còn gọi là cặp đôi kiến trúc sư Điệu Hổ Ly Sơn. Chào hai bạn. lấy nước. Di ăn bánh ấy, mới làm. Bánh Ly làm đấy. Nhớ cầm theo cốc nước. Nhớ cầm theo cốc nước. Này. Cốc nước. Ý ông là gì ấy? Thank you. Dô. Cạn chén đi. Thực ra thì có vài người bạn thôi, nên là bạn có vấn đề gì thì cũng nhờ giúp. Thì vừa nãy thì đã cho Ly và Sơn xem video rồi. Ghi hôm nay tới đây trực tiếp.
thì có gì nhắn gửi không? À, thật ra thì Gigi có một một người con, một bé trai 58 tuổi rồi, em bé tên là Mận Cơm. Nhưng mà em bé không ở chung với Gigi. Mận Cơm cũng là một, vừa là động lực, cũng là một cái áp lực lớn của Giang phải ngày trước. Đến khi Mận Cơm 4 tuổi rồi, bắt đầu có những cái nhận thức đặc biệt, bắt đầu có ký ức rồi, thì Giang lại quyết định rời Mận Cơm. Thì năm đấy Giang được một cái top 1 trending. Mận Cơm bảo là đây là mẹ Giang của Mận Cơm. Mọi người không tin vì chưa bao giờ thấy mẹ đến đón, không đi vào trong lớp, không đi học phụ huynh. Xong Mận Cơm rất là buồn. Cách đây không lâu thì đang nằm ngủ với mẹ thì cũng quay sang ôm mẹ khóc. Con nằm mơ là mẹ lại đi xa. Trời ơi, kiểu Giang cũng muốn nói với mọi người đây là con trai của mình, rất muốn luôn, nhưng mà nói để làm gì nhở. Lúc đấy Giang không có đi trong tay cả, và đang ở trong một cái câu chuyện, nó lúc đấy là vẫn đang buồn. Giang là một người mẹ rất là bình thường thôi, và vẫn muốn cho con mình được những cái điều kiện tốt nhất có thể. Thật sự là cũng rất là cảm ơn bà nội và bố của Mận Cơm đã sẵn sàng chăm sóc Mận Cơm và tạo điều kiện cho hai mẹ con có cơ hội mà nói chuyện với nhau dù ở xa, và để mà Giang có thể yên tâm ổn định cuộc sống của mình. Và bây giờ đang cảm thấy đã ổn rồi, Giang có thể làm được điều này cho con, đấy là một niềm rất hạnh phúc của Giang. Thật ra là anh với cả Giang thì là bạn học chung đại học với nhau. Giang là một người tính rất là hay, bạn ấy sống khá là bản năng anh ạ. Cái tôi cá nhân đi anh, nó cũng rất là đặc biệt. Khoảng năm 2010 khi mà bọn em năm thứ hai đại học thì bạn Giang bạn ấy đã có khá là nhiều những cái công việc rất là tốt, nhưng mà bạn ấy sẵn sàng từ bỏ toàn bộ để bạn ấy chạy theo tiếng gọi con tim. Anh làm MC đám cưới cho Giang luôn. Và thì hồi mà Mận Cơm còn ấm ngửa thì anh cũng đã từng bế Mận Cơm khi mà Mận Cơm còn có mấy tháng. Khi mà em gặp Mận Cơm ấy, lần đầu tiên bảo là chào con, chú là bạn của mẹ Giang. Cậu thử thách em luôn, bảo số điện thoại mẹ con là gì, ok. Bởi vì trong khi là bây giờ chú toàn liên lạc với mẹ qua Instagram với cả Facebook, còn chưa lưu số đấy, nó kiểm tra luôn. Đấy, rất là thông minh. Mà thông có minh. Một cái chi tiết nữa mọi người, lúc nếu mà để ý bảo là cái con hôm nằm ngủ quay sang ôm mẹ rồi khóc, con sợ mẹ đi, có nghĩa là cũng rất là hiểu chuyện và cũng rất là người lớn đấy chứ. Quãng thời gian xa con thì cũng khá là lâu, mình không thể ở bên cạnh con để mà lắng nghe hàng ngày, chia sẻ nhiều điều, nhưng mà những cái mong muốn thì mình đều ghi nhớ. Và đến bây giờ thì Gigi mới có được cái điều kiện để mà dành cho con một món quà bất ngờ. Bây giờ Mận Cơm đã 8 tuổi rồi, lớp 3 rồi. Đến tuổi đấy thì cũng bắt đầu sẽ có những cái sự độc lập nhất định. Đúng rồi, Mận Cơm là một cậu bé rất mộng mơ. Mọi người tiếp xúc mọi người sẽ thấy là cậu bé này quá là bay bổng luôn. Nhưng mà lại cứ cất hết đi, bởi vì là không có một nơi để mà chia sẻ, không có một nơi để mình sáng tạo. Mà hiện tại thì Mận Cơm không chịu ngủ ở trong phòng, lúc nào cũng ngủ với bố hoặc là bà. Trẻ con sẽ có nhiều nỗi sợ, mà nỗi sợ từ đâu thì mình không biết. Mà Gigi muốn xóa bỏ những nỗi sợ đấy. Căn phòng đấy có lẽ là nó quá rộng đối với Mận Cơm. Lúc nào thì thử khai thác xem cháu là cháu với cái không gian đấy cháu đang gặp vấn đề ở đâu. Tại sao con lại sợ? Giang cứ hỏi thật nhiều, cho mình cái thông tin càng chi tiết càng tốt. Ok. Đó là một cái dữ liệu quan trọng để okay. mình. Ok. Đây là dữ liệu quan trọng này. Căn phòng đấy nó chỉ một chiếc giường và bốn bức tường. Có một cái bàn học nữa. Và Mận Cơm sợ những thế lực bí ẩn. Giang muốn là nó vừa là một căn phòng của Mận Cơm, vừa là những nơi mà Mận Cơm cất những cái ký ức của mình ở trong đấy. Hai mẹ con sẽ có kết nối ở âm nhạc, ở truyện tranh, ở trí tưởng tượng của mình liên quan đến vũ trụ, tất cả mọi thứ. Hai mẹ con có chung những rất rất nhiều sở thích. Nhưng mà cái đề bài dành cho kiến trúc sư nó phải rõ ràng. Cái ngân sách thì Giang có khoảng 200 triệu. Thứ hai là Mận Cơm là một cậu bé rất năng động. Vì thế nên Giang muốn là Mận Cơm có thể ngủ ở một nơi, bật dậy một cái là em có thể chơi luôn, đu xuống hoặc là bất kỳ một cái gì đó liên quan đến thể chất. Đấy, tạo cảm giác hào hứng cho mỗi buổi sáng của dậy. Và đặc biệt là sẽ có một khoảng để mà sáng tạo, và bức tường đấy có thể nào mà lau đi được hoặc là gì nào đấy. Ok. Yeah. Đây thật sự là một đề bài rất là khó, vì dù sao ấy, bốn người ngồi đây vẫn là người lớn. Có thể nào mà cho Mận Cơm gặp mọi người không? Được rồi, đúng không? Được. Nếu thế thì tốt quá. Nếu như mà có sự kết nối của Giang để làm sao mà cho cả mình và Ly đều được đến nhà để mà trải nghiệm cái không gian mà cháu đang sở hữu thì là cách tốt nhất. Nhưng mà có một bí mật là Giang không muốn cho Mận Cơm biết là mình sửa nhà. Vì thế nên nếu mà có một cuộc gặp nào đấy thì bọn mình sẽ giấu Mận Cơm. Bây giờ chúng ta sẽ chơi trò gián điệp để cho hai người này đến được căn phòng đó để có thêm nhiều chi tiết để có thể làm cho cái phòng nó ok hơn. Mọi người thấy okay. Kế hoạch này ổn không? Ok ok ok. Đấy, chú Tino nghĩ là ok hết rồi. Mận Cơm thông minh như vậy thì với cái trò gián điệp như vậy cũng khó mà qua mắt được Mận Cơm lắm á. Công nhận. Thì anh nghĩ ở trong này ấy, hai mẹ con là có một cái nguyên liệu rất là hay đấy. Trẻ con ấy thì người ta có một cái nhân sinh quan riêng, và không phải là những cái đồ vật này là đồ vật
chết. Mà có khi trẻ con nó coi là những người bạn, ký túc sư hiểu được cái việc đấy, làm được cái việc mà tương tác cho cái bạn ấy hiểu rằng là xung quanh bạn có rất nhiều người bạn, thì ngay như thế là bạn rất gắn bó với căn nhà, mà nó không còn cái cảm giác sợ hãi nữa, nó rất là thân quen. Và về sau ấy, trưởng thành rồi đi đâu nhớ là nhớ những cái người bạn đó. Cái này em công nhận, tại vì là như con gái em 6 tuổi có một cái rất là đặc biệt, đấy là cái ban học. Là em sẽ cho nàng ấy chọn ví dụ màu sắc nàng ấy ưa thích này, xong rồi cái độ rộng, có nhiều cái hộp để kiểu con gấu bông nằm ở đây, xong rồi cái nhật ký nhỏ nằm ở đây, rồi cái gấp giấy nằm ở đây. Thì ngoài cái vấn đề là nàng ấy học ra thì nàng còn được sắp xếp nọ kia, chủ động trong cái không gian riêng của mình, cho nàng ấy thích lắm. Đó, cho nên là em nghĩ đấy là một cái trong những cái cách mà chúng ta cũng có thể khai thác cho các bạn bé. Nhưng mà với cái chi phí của mẹ thì cái vấn đề không chỉ là thiết kế về cái vấn đề là nội thất không, mà còn những cái thiết bị máy móc sử dụng trong không gian đó. Do đó cái thiết kế cũng làm sao để phù hợp, để đặt được những cái thiết bị đó vào, ví dụ như là điều hòa hay là những không gian đằng máy hút bụi này kia, để làm sao bé có thể chủ động với làm vệ sinh sạch trong cái không gian của bé. Đây, mới đi xem công trình mới về của một bé cực kỳ đặc biệt, nhỏ xíu, 8 tuổi. Đây, trước hết thì mình sẽ xem cái hiện trạng của cái phòng này trước nhé. Rộng nhỉ? Ừ. Khi mà bước chân đến nhà của cậu bé thì bước vào cái như là mình phải wow, phòng cậu bé 8 tuổi rộng gì mà rộng ghê đấy. Nó không được tương đồng giữa bề ngang, bề dài, nó lại hơi tối nữa, thành ra nó hơi cảm giác như nhưng mà đi khi đi qua hầm vậy. Trên phương diện một người kiến trúc sư thì mình rất là thích vì là nó rộng mà có nhiều thứ để mình làm ở trong đấy. Cái giường này nó chỉ 1m6 đây và cái bàn học nó chỉ có 90 phân thôi. Cả một cái giải này cha sử dụng gì, hệ tổ hiện tại là mình gần như mình sẽ phải thiết kế lại. Bạn ấy bảo là bạn ấy phải với bởi vì thiết kế theo chuẩn của người lớn. Đó, ánh sáng từ đây không thể nào mà lọt đây được, mặc dù mà chỗ này đã bật điện mà vẫn rất là tối. Mình nghĩ đây là cái điểm yếu nhất của cái không gian này. Cái mấu chốt chúng ta phải xử lý ở đây đó là vấn đề giải quyết công năng không gian. Mình tạo cho cậu bé một cái nền, một cái background nó perfect đi thì cái việc trang trí sau này nó rất là dễ. Trên phương diện của một người chị, một người cô thì mình cảm thấy rất là thương bé và muốn là làm một cái căn phòng để bé có thể vui vẻ trong cái nơi này. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chọn ra một phương án để chúng ta đẩy được cái khâu tiếp theo. Thì anh cũng đã có những cái bảng phác tay, anh cũng cố gắng để làm sao cho nó đạt được cái ý đấy của anh. Cậu đi lên, nó giống như cảm giác như mình đi lên. Đây, chính xác. Chính xác. Mình nghĩ rằng là cái việc của mình sẽ là cố gắng để làm sao cái thiết kế phù hợp với một cậu bé. Nhìn bề ngoài thì rất là hoạt bát lanh lợi nhưng mà ẩn sâu thì rất là nhiều những cái cảm xúc. Mình thấy bé Mận Cơm là một cậu bé cực kỳ thú vị. Mới nói chuyện là em rất là sợ, chỉ có gật mình cắt lắc thôi. Khi mà làm quen rồi thì em lại như một con khiếu, rất là dễ thương. Thì một cái phòng của những đứa trẻ thì sẽ gồm 3 công năng chính là chơi, học và ngủ. Cái mà em muốn đem vào đây sẽ như là kiểu là một cái bạt nhún. Không gian này nó rất là hay nhá, vì nó vui đúng không? Tuy nhiên thì nó về tổng thể nó vẫn khá rộng với một đứa trẻ con. Phương án anh đưa ra thì anh ăn chia không gian một cách rõ ràng hơn bằng các hệ vách, các hệ cong để tạo sự thú vị trong không gian. Thi công nó sẽ có vẻ hơi khó đúng không? Thứ hai nữa là nó sẽ sinh ra nhiều cái không gian chết. Thì mình sẽ có thể biến tấu những cong trên mặt đứng. Có hai điều mà bọn mình sẽ tập trung nhiều nhất. Thứ nhất là tạo ra các cái lớp không gian cho cái căn phòng cảm giác nó nhỏ lại nhưng mà nó lại vẫn thoải mái. Còn cái thứ hai là đảm bảo được cái an toàn. Thì cái không gian này là nó sẽ vận động nhiều. Thế là mình sẽ dùng những cái vật liệu gọi là mềm, nhảy nhót thoải mái, ngã không làm sao. Vì cái đầu bài nó cực kỳ hấp dẫn và vui vẻ, thế nên là bọn mình cũng luôn luôn làm trong một cái tâm thế là thích thú với cái không gian này. Bản thân bọn mình cũng là những người đã từng nhỏ nên là cũng có những cái ước mơ. Thì bọn mình lấy cảm hứng từ việc đấy, giống như kiểu ta là vua về cái vùng đất này, thế thì ta sẽ muốn cai trị nó ra sao. Mình sẽ là người định hướng không gian cho các bé chứ không phải là nên là yêu chiều theo các cái sở thích ở thời điểm hiện tại, bởi vì biết đâu đó ngày mai các cháu sẽ thay đổi sở thích. Trẻ con mà. Chào mừng Gigi và Dino đến với cuộc phiêu lưu ngoài vũ trụ. Wow. Nhanh thật đấy. Xem hai bạn có gì ở đây. Okay. Hôm nay có nhân vật mới giới thiệu chút chứ. Mình là Kiên. Chào Kiên. Kiên là chồng mình và cũng là cộng sự trong team thiết kế của mình. Và hôm nay thì Miss Studio sẽ mang tới cho Dino và Gigi cái gì đây? Chúng mình đã tìm được một cái đề tài phù hợp
Đấy là câu chuyện về cuộc phiêu lưu ngoài vũ trụ. Trước hết là giới thiệu về cái phần mặt bằng trước. Với bé Mận Cơm thì cái căn phòng này rất là rộng. Thế thì mình đã sử dụng những cái hệ vách ngăn này, vách ngăn. Wow, xinh và phân ra những cái lớp không gian, những cái vòm tròn như này vẫn luôn khiến cho cái căn phòng nó trở là thông suốt từ đầu đến cuối. Mình sẽ đi theo cái mạch là câu chuyện du hành vũ trụ nhé. Thì đầu tiên là khu vực vũ trụ, xong bước vào bên trong là đáp xuống một cái hành tinh lạ. Và chỗ khu vực này sẽ là khu vực vận động, xong bước sang bên này là khu vực khám phá. Và tiếp theo là đi vào đây thì là sẽ là khu vực ngủ của Mận Cơm. À, đường đi vào. Mình vừa mở cái cửa phòng chính ra thì sẽ nhìn như này. Mình bước qua một cánh cửa phòng gì và đến cửa phòng dưới khác. Xinh. Chết thật, nhìn này mình còn mê. Mình cũng thích ở trong căn phòng này luôn. Đây là khi mà đã đi qua cánh cửa sẽ là không gian vận động của bạn ấy. Ở dưới thì nó sẽ có những cái viên sỏi, viên đá bằng bông để cho chẳng may ngã. Chẳng may ngã thì rất là êm. Điều đặc biệt của cái không gian này đấy là mình có thể tùy biến được cái vị trí của các cái đính trên tường này, rút ra rút vào. Đó, khi mà bé lớn lên thì bé có thể giãn nó ra để vừa fit với cái cơ thể khi mà mình trưởng thành á. Kìa. Bê. Kiểu giống như là một chỗ để mình đi chơi á. Phía bên này được mô tả như một cái sa mạc, có để một cái cây xương rồng hình thú rất là kỳ quái bằng bông. Phần bên mảng tường bên này nó sẽ là như một cái hệ núi lửa bé Mận Cơm có thể là vẽ lên đấy. Hoặc là đính những cái tác phẩm lên những cái khu vực này. Qua một cái vòm là mình đã ngăn sang một cái không gian tiếp theo rồi. Đi nhưng sang mà... một vũ trụ khác. Đúng rồi, bạn Mận Cơm có một cái lều nhỏ để chơi. Còn cái vách ngăn này thì nó là một cái giá sách như một cái thư viện nhỏ của chính bạn. Tính tùy biến trong hai cái căn phòng này là rất cao. Khi bạn lớn thì bạn sẽ có những cái sở thích khác. Hai cái không gian này nó vẫn có thể đáp ứng được. Cái quả cầu ở phía trên kia là hình ảnh trái đất. Ồ. Và mình có thể là mình làm xoay được ấy, tạo cái tính động cho cái không gian. Bởi vì đây là một cái không gian ngoài trái đất mà. Thế nên là có thể nhìn về trái đất. Quả địa cầu rất là lớn. Tiếp theo là sang đến không gian ngủ của Mận Cơm thì nó sẽ vừa có tính riêng tư mà vừa có tính mở hơn. Nó sẽ hơi hở chân một chút, mọi người sẽ không cần phải bước thẳng vào phòng. Là đã biết là bạn ấy đã lên giường chưa mà không xâm phạm vào cái sự riêng tư của bạn ấy. Cái giường này thì khá đặc biệt là bọn mình có tách chân mà hắt đèn ở dưới thì gần như là một cái tàu bay. Nhìn giống như kiểu là đang lửng lơ. Mình hiểu rằng là với một bạn mà năng động như vậy, nếu mà mình không ngăn cái không gian chơi với không gian ngủ một cách rõ ràng thì bạn ấy có thể là đang ngủ xong rồi mình tự nhiên mình muốn đọc truyện quá, tự nhiên mình muốn chơi cái gì đấy quá thì bạn ấy có thể bật dậy và chơi luôn, thì là cái giấc ngủ của bạn nó sẽ không ổn định. Vì thế là cái phần đầu giường ấy là mình phải làm kín. Y rất thích cái này, cái góc đấy chắc chắn Mận Cơm sẽ thích chui vào đó, vì bình thường bây giờ mỗi lần gọi điện thoại cho mẹ là hay chui vào tủ. Hơi giống mèo nhỉ. Thích. Bất dự của Y là khoảng 200 triệu mà làm hết được tất cả những không gian này. Thế á? Thật đó. Bởi vì trên thực tế là các cái không gian này của mình đều là các diện phẳng, thi công rất dễ. Thứ hai là về vật liệu, mình sử dụng những cái vật liệu rất là đơn giản và hiện có trên thị trường, như một phòng một em bé bình thường thôi thì cũng có bàn hào, tủ quần áo, cũng có giá sách, thì mình cũng chỉ là thay đổi cái hình thức của những cái thứ đấy thôi, chứ trên thực tế nó vẫn là những cái thứ đấy. Cái phương án này thì chú còn mê. Chú rất thích. Đến bây giờ trong mặt anh vẫn lo. So với ở nhà bọn mình tập á, chắc là chỉ được 50% những cái thứ mà mình muốn nói thôi. Tuy nhiên thì mình không tiếc được gì vì mình thấy được là cái sự hứng thú của Gigi và của Dino ấy, có vẻ như là tất cả những cái thứ mà mình muốn nói còn không mạnh bằng những cái thứ mà mình đã thể hiện ra, nên mình cảm thấy rất là hài lòng. Nhưng mà dù sao ấy thì cũng phải để cho mẹ cân nhắc một chút, bởi vì mẹ còn có một cái sự lựa chọn nữa. Xin chào Gigi và xin chào Dino. Chúng ta bắt đầu thôi. Đây là cái phương án cải tạo mới của bên mình. Ở trước đây là một cái tường, một hệ tủ đây. Thì mình đập bớt bức tường này đi. Không gian vệ sinh vẫn giữ như thế này, khu vực thay đồ vẫn như thế này, vị trí vẫn giường vẫn như thế. Nhưng là mình xoay lại. Cái giường này thì mình đã làm giường tầng nha. Thì mình dành toàn bộ cái phần mà sát nhất với phần ban công để cho bạn ấy không gian phục vụ cho bạn ấy học và đọc sách, đọc truyện. Tại sao không có chơi thể chất ở đây? Mình đã gặp bạn ấy rồi, mình đã hỏi bạn ấy có thích những hoạt động thể chất ở trong nhà hay không. Không, cháu thích đi ra ngoài. Mận Cơm ấy sẽ là kiểu nếu bày ra thì Mận Cơm sẽ chơi. Trong này không thiếu chỗ chơi cho Mận Cơm. Ok. Cháu nói là cháu thích màu xanh ấy và thích Doraemon ấy. Linh hai điều đấy. Đó chính là cái lối kiến trúc Santorini. Cái đường nét tròn trịa và cong thì sẽ là cái chủ đề chính, cái ngôn ngữ thiết kế chính ở trong phòng của bé. Thì sketch này là như mọi người thấy là cậu ấy đi lên. Nó gần với bầu trời, gần với mặt trăng. Phòng ấy rất dài mà. Thì mình chia giữa không gian này ấy, cái trọng tâm của nó ấy vẫn là một cái vòm cong này, mọi người có thể gọi là mặt Doraemon cắt ngang mặt này. Cái này thì nó vừa trẻ con, xong rồi đến thời niên thiếu vẫn phù hợp. Thì ở chỗ này thì có cái hai cái cột thì nó sẽ hơi tạo cảm giác nó ngăn cách hai không gian ấy.
mình lên với nhau bằng cách việc mình nâng sàn lên và làm nối hai cái sàn lại với nhau, là nó có lên có xuống, cảm giác thú vị hơn. Mọi người có thể thấy là cái lối đi lên trên giường tầng mình có làm một cái bảng pickboard để cho bé trưng bày những cái món đồ chơi mà bé yêu thích nhất. Đấy đúng không? Đúng rồi. Tiếp theo đến khu học thì như nào? Mình thiết kế một cái khu bàn học cũng tương đối là dài, sẽ hai chiều nha. Bạn ấy chán, bạn học hướng này thì bạn ấy xoay hướng kia. Cái style này rất là hay bởi vì làm cho trẻ con nhưng mà nó không bị kiểu quá trẻ con ấy. Đúng rồi, nó không quá trẻ con. Đây là đến lượt phần 3D chính. Bởi vì cái điểm yếu của cái không gian phòng này là nó rộng 90 mà nó bị dài, nó bị tối quá, nó bị hẹp. Thế nên là mình lấy điểm yếu của nó làm điểm mạnh của nó. Mọi người nhớ đến cỗ máy thời gian. Khi mà đi vào cỗ máy thời gian thì nó khoảng rất là tối để Doraemon đến được cái vùng rất là sáng. Đấy chính là cái ngăn bàn đúng không? Một này gần như nó cái màu nền rất là tốt để cho bé có thể thoải mái để mà sáng tạo. Cái không gian hợp này nó sẽ được xanh cả ở trên màu trên dần. Đó. Đây là cái điểm nhấn chính của cái không gian cuối, mặt trăng. Wow, cho tôi hỏi xíu là diện tích của giường hiện tại đang là băng. Giường vừa đệm 1m4 x 2m là có thể là người lớn nằm cùng bé bé được rồi. Ok. Và thậm chí đây chúng ta có hai cái giường cơ. Thì vậy Giang có hay nhắc là đôi khi là bé có nói chuyện với điện thoại mẹ, tìm nơi kín thì bé có thể vào xuống cái giường dưới này. Mình làm những cái đốt tròn này. Ok, sáng sẽ giống kiểu ngôi sao ấy. Chính xác. Đây, những cái góc nó đi theo hơn. Cái ghế tại sao mình chọn cái ghế này? Nó mềm mại, tròn trịa. Ý tưởng chính mà để thiết kế là cái ghế này của nhà thiết kế đấy là Tình Mẫu Tử. Oh wow, để cho cảm giác được. Đúng rồi, nó ôm. Mình và Sơn đều muốn là cái thiết kế nó phải có một cái câu chuyện trong đấy chứ không chỉ đơn thuần là một cái căn phòng cho trẻ con thôi. Chúng mình rất là thỏa mãn bởi vì chúng mình đã được nói hết tất cả những cái tâm tư, những cái gì sâu gan nhất ở trong cái dự án này của mình ra rồi. Có lẽ là bây giờ là mình hoàn toàn có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Giờ lựa chọn là ở Giang thôi. Khó, rất khó luôn. Bởi vì cả hai bên thì đều có cái thế mạnh riêng của mình. Rất là cảm ơn hai team đã mang đến những bản thiết kế này cho Giang. Giang rất là lo lắng với cái nguyện vọng của Mận Cơm. Thân mình cũng không muốn làm, mình sẽ áp đặt mà muốn cho con tự quyết định. Vài ngày nữa Giang sẽ cố gắng nói chuyện với Mận Cơm để cho con một cái gợi ý. Trong lòng 70% đã có nghiêng về một team rồi. Trong khi Mê Studio đưa ra phương án thiết kế phù hợp với độ tuổi tìm tòi thế giới của trẻ nhỏ cùng những không gian có thể thay đổi công năng trong tương lai. Kiến trúc sư từ Mozon Design tính trước cho tương lai lớn dần của Mận Cơm bằng một thiết kế tinh giản hơn. Với các bậc phụ huynh, sự lựa chọn này chưa bao giờ là điều dễ dàng. Liệu đâu sẽ là món quà mẹ Gigi dành tặng Mận Cơm bé nhỏ của gia đình? Anh thấy hai cái này đúng là có thể đấu nhau được nhá. Mỗi cái có một cái được và có một cái cần phải xử lý ấy. Phương án của Ly mình thấy rất là hay, nhưng ở trong này nó có hai cái ấy, vẫn có thể làm cho nó tốt hơn được, mà chính bạn Sơn vẫn xử lý được. Cái phòng này nó rất là dài, độ sâu của ánh sáng và thông gió vào bên trong là rất là khó. Cái phương án của bạn Ly là bạn ấy giới hạn lại cái không gian thì cũng là giới hạn lại ánh sáng, thậm chí cả về cái cảm giác tầm nhìn ra ngoài. Bạn Sơn bạn mở cái đấy ra, hai cái đó là hai cái mình phải rất là cân nhắc. Một cái nữa nhé, anh cho rằng là màu sắc. Chính xác. Tâm sinh lý ở là cái rất quan trọng ở thế này, kể cả người lớn lẫn trẻ con. Tức là mình về đấy mình ở trong trạng thái mình thư giãn. Thế thì nếu mà một cái màu xanh ấy, nó rất là tốt cho cái tình cảm, nhưng nếu nó trải dài cho cả tường và cả trần thì khi đấy nó cảm giác mà giống như em ăn no ấy. Em ăn vừa em sẽ thấy rất ngon. Vâng. Nhưng em no quá thì lúc đấy lại là trở thành ra là không tốt. Em thấy nó bị quá nhiều. Nó bị quá nhiều và thực sự em không thích cái việc mà bạn ý sử dụng chỉ có đúng hai tông màu là màu xanh đậm như vậy và màu trắng ở trong phòng cho bé, thì cái đấy em cũng thấy không ổn lắm. Có một cái mà em có thể nhìn được rất là rõ của hai bên, đấy là khi mà chúng ta nhìn vào phương án của bạn Sơn thì chúng ta sẽ thấy là nó khá là an toàn. Với cái không gian làm sao mà bé có thể là lắp ghép và trang trí trong cái không gian đó, do đó cái thiết kế của Ly ấy có cái hay là khi mình nhìn vô bạn sẽ muốn khám phá vào trong đó. Do đó là kiểu như mình nếu mà đứng trên vai trò trẻ em á thì chắc chắn một điều là Mận Cơm mình sẽ mình chọn thích cái thiết kế của vâng. Ly rồi. Nếu mà nói về công năng sử dụng thì thiết kế của bạn Sơn sẽ sử dụng được thời gian dài hơn so với bạn Ly. Tại vì là Mận Cơm bây giờ 8 tuổi rồi, em nghĩ là đến tầm khoảng 10, 11 tuổi là các bé sẽ không thích những cái trò kiểu leo trèo những cái thứ nhiều nữa đâu. Cho nên là em khá là tò mò là cũng không biết là chọn bên nào thật. Cả Vu Sông và cả Mết đều là hai đơn vị rất là tâm huyết và có nhiều cảm xúc với câu chuyện của Giang. Và cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Giang nghĩ là Giang sẽ dành cơ hội cho team Mết đồng hành cùng với Giang và Mận Cơm ở trong
lần cải tạo ngôi nhà này. Đấy. Rất là rõ ràng, cái này thì em nghĩ rằng là các anh cũng sẽ nhìn ra được cái kết quả như vậy. Anh khảo sát qua công trình này chưa anh? Có vấn đề gì không? Chính đang khảo sát rồi, có một vài điểm cũng lắt chắc đấy. Sẽ là phải lưu ý lại trong quá trình thi công do cái bản vẽ thiết kế. Vâng, tuy là nhỏ nhưng mà sẽ có rất nhiều vấn đề. Em thấy cái hiện trạng này, cái hành lang này khá là nhỏ này. Anh đã tính được cái phương án là mình vận chuyển cái đồ ra chưa? Mình sẽ phải tháo rỡ toàn bộ bàn học, giường, tủ, sau đó đến sàn gỗ. Và công tác cuối cùng của phần tháo rỡ là vách thạch cao và trần thạch cao. Đây là cái không gian tủ quần áo. Chất lượng của tủ vẫn còn rất là khá là mới. Khi mình tháo ra thì mình cứ bọc kỹ càng cho chủ nhà đó. Có thể người ta có thể tận dụng lại. Theo thiết kế thì ở đây nó sẽ là một không gian vận động cho bạn vận cơ. Bên này nó sẽ là cái vách leo núi này. Còn bên này nó sẽ là cái cầu thang. Ở đây còn có một cái xích đu nữa. Khu vực này nó khá là quan trọng vì nó liên quan nhiều đến kỹ thuật. Nên là chắc là phải nhờ anh em làm cẩn thận một chút. Thân là này. Đây đây, cái đệm này cho đây, đây. Với bức vách này thì mượn cơm chắc leo được 2 bước. Leo... Để em cũng rất là lăn tăn đến cái việc là khi mà chúng ta vẽ lên mà chúng ta tưởng tượng cái việc công năng sử dụng là một chuyện, nhưng mà khi mà đưa vào thực tế rồi nó có phù hợp hay không nó lại là một chuyện khác nhé. Có thể là cái này là cũng gây một cái ấn tượng với cậu ấy đấy. Vâng, anh rất đồng ý với em về cái chuyện là không biết là được bao lâu. Vâng, đúng rồi, đúng rồi. Ấn tượng của khoái được bao nhiêu bao lâu cái đấy, tại vì là em có con em con và em rất là hiểu. Có nghĩa là khi mà nàng ấy thích cái gì thì bọn em làm, ví dụ một cái lều chẳng hạn, khi mà chưa có cái lều thì suốt ngày kiểu treo chăn lên hai cái ghế xong ngồi để chui vào, mình thấy rất là tội. Nhưng mà khi mà có cái lều thực tế rồi, chơi được một tuần chán luôn đấy. Nó cứ câu chuyện nó cứ luẩn quẩn như vậy, cho nên em mới bảo là sợ là không dùng được lâu thôi. Ôi, em làm gì đấy? Em làm với một cái hành tinh ở đây, đáng yêu chưa? Không phải đấy. Em thấy tổng thể không gian lên nào. Con hình vĩ yên cả 3D nữa. Nó phải đứng trong không gian mới cảm nhận được đúng không? Ừ, thực sự là như vậy.
Đội chi viện tới đây. Mọi người đang làm gì đấy? Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên. Ồ, xong rồi này. Wow, thích quá. Ôi, ghế này xong chưa Linh? Xong rồi đấy. Khỏe không, khỏe không? Phải chui vào ngay lập tức. Bọn mình đang trang trí thêm những cái món đồ tuyệt vời dành cho Mận Cơm ấy. À, đặc biệt giới thiệu với Dino. Đây là chiếc ghế của B cộng. Trời ơi. Kỳ đẹp luôn. Tất cả những cái đường may rất là chỉn chu nha. Để ngồi thử xem như nào nào. Thích thế. Màu xanh rất là đẹp. Bạn Mận Cơm, bạn ấy còn lớn thêm chút nữa thì ngồi vẫn rất là thoải mái. Đúng rồi. Chiếc ghế này là được đặt riêng dành cho Mận Cơm đấy. À, tuyệt nhỉ. Thảo nào nó fit đến như thế. Có trời cao vời vợ. Đây này, để thử ngồi trên ghế này, trên bàn này. Đọc sách xem phê không. Được đấy, trời ơi. Ôi bạn ơi. Ôi, ít. Gió người là gió chăm sóc bạn. Dọn đồ đi, nhanh lên. Mận Cơm đang chờ chúng ta đấy. Đêm này kia này kia. Wow, đây. Hôm nay là mọi người thấy tự tin bao nhiêu phần rồi ạ? Cái phòng này sau khi dỡ nó ra thì wow, thấy nó rộng dã man. Lúc đấy nghiêm túc mà nói thì bọn mình khá sợ. Vì chắc gì nó đã được đạt được cái hiệu quả như vậy. Những cái thứ mà mình vẽ, mặc dù là kiểu trước mặt mọi người thì rất cứng, chắc chắn là được, chắc chắn là thế này, chắc chắn là thế kia, nhưng mà trong lòng thì vẫn cảm thấy lo lắng. Cái tường này cũng đã ổn ổn rồi đấy nhỉ? Ừ. Cho thử đi. Chúng 70 kg đấy. Ok. Chắc chắn đấy. Có những cái lúc mà đơn vị thi công họ không hiểu ý kiến trúc sư mà làm không đúng, rồi cắt ghép loạn xạ cả lên. Lúc đấy thì thực sự mình cũng có những cái khoảnh khắc cảm thấy tức giận. Đối với một cái team kiến trúc sư trẻ như bọn mình thì đây là một cái cơ hội lớn. Bọn mình phải cố gắng bởi vì nó như là một cái trận đánh lớn ấy. Thế là bọn mình quyết tâm. Cái này mới đúng không? Đúng rồi, cái này là bảng mình có thể viết lên những cái lời chúc của Mận Cơm. Thì chắc cô mấy cô chú sẽ viết trước cho con mấy từ nhỉ? Đây là cái phần thay đổi về thiết kế là cái cây xương rồng. Anh nghĩ cái này là đổi này hay hơn. Cái này hay hơn hẳn. Nó giản dị nhưng nó lại hay hơn. Chắc ổn rồi đấy nhỉ? Bây giờ là chờ nhân vật chính của chúng ta tới thôi. Mận Cơm ơi, trước khi mình vào phòng thì cô Ly có điều muốn nói với con này. Chào đồng chí. Nay chúng tôi mang đến cho đồng chí một nhiệm vụ. Yêu cầu đồng chí đọc to lên ạ. Chào mừng phi hành gia Mận Cơm đến với chuyến du hành vào không gian. Nhiệm vụ đầu tiên của bạn là tìm chiếc điều khiển ở bức tường đá và khởi động luồng khí mát mẻ của không gian. Ok, và bây giờ mở cửa đi, con mở cửa nào. Con thấy sao? Con thấy vui. Thích không? Vui. Thế chú sẽ giúp con giải mật thư. Con đã thấy chiếc điều khiển chưa? Rồi. Thế bây giờ con đi lấy đi nào. Đi, lấy ra. Thế bây giờ là con đã lấy được chiếc điều khiển thì nhiệm vụ tiếp theo con là gì? Bật điều hòa. Đúng. Ôi, cái điều hòa mới quá nhờ. Điều hòa này thì bọn con chọn một thương hiệu Panasonic thì nó là điều hòa hai chiều, vừa có chế độ làm ấm vừa làm mát được. Nhà bà mặt tiền bụi, nên bây giờ có cái điều hòa này trong phòng thì tốt quá. Thì nó có cái công nghệ Nano ES sẽ xử lý được cái vấn đề là khử mùi, ức chế những cái vi khuẩn nấm mốc. Cái này rất là hợp lý bởi vì nhà máy Mận Cơm là nhà mặt tiền, cái đường trước mặt ấy lúc nào cũng tắc. Cái giải pháp này giải quyết được cái vấn đề về chất lượng không khí rất là tuyệt vời cho cháu bé. Rồi bây giờ con đi tìm mật thư thứ hai của con nào. Rồi, nhìn kỹ nào. Chú ở đây chú nhìn thấy luôn rồi đấy. Chú gợi ý là ở trong khoang này thôi. Chưa. Ô hô. Bây giờ, nào bây giờ mình đọc to lên nào. Nhanh chân đến chiếc giường lơ lửng, bạn hãy khởi động sức mạnh vũ trụ nhé. Là sao? Trước hết là phải ra giường trước đi ạ. Chiếc giường lơ lửng bạn.
đây chú thấy có rất nhiều chỗ để thì có thể tìm được sức mạnh của vũ trụ. Đây, chú thấy gì trong này này? Máy hút bụi. Nào bây giờ mình có thể khởi động sức mạnh của vũ trụ không nào? Mình sẽ vẫn phải đi tiếp tục tìm mật thư. Và bây giờ mật thư thứ 3, như chú đã gợi ý từ trước, là sẽ ở trong chiếc giường lơ lửng, trong khu vực chiếc giường lơ lửng. Đây mình đi quay lại để kiếm xem nào. Chúc mừng Mận Cơm đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Lần này hãy đến khu vực bàn học tìm mật thư cuối cùng nhé. Chắc chắn nằm ở trang này. Rồi, chắc chắn nằm ở trang nào nào? Không có rồi. Để chú giúp nhờ. Con muốn leo lên đâu? Cô có một gợi ý nha, mật thư được giấu ở trong môn học con yêu thích. Một môn học con yêu thích. Tập toán được nhiều điểm 10 nhất. Không ngoài thì ra. Con biết thừa rồi, cái buổi tập toán này có được 31 con 10. Thế có 31 con 10. Nhiều thế á? Vâng. À, bây giờ mình đọc mật thư cuối cùng nào, đọc cho chú nghe. Mật cơm hôm nay thật sự xuất sắc. Hãy nhanh chân đến chiếc lều có một điều bất ngờ đang chờ đến bạn. Là cái nào? Lều nào nhỉ? Từ lúc vào đây bây giờ con có thấy cái lều nào không? Không. Con thử đi vào phòng. Bây giờ đi, bây giờ đi khám phá, đi nhìn lại xem. Ở đây, nhanh, 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 nhanh. Ở đâu ấy nhỉ? Wow. Ngày hôm qua chương trình có nói là hôm nay sẽ quay ở đây. Và Gigi đã giấu với Mận Cơm việc của mình xuất hiện ở đây hôm nay. Wow. Oh. Chị không nhìn thấy. Hello. Góc chắc chắn là Mận Cơm sẽ thích nhất góc này. Mặc dù cái giường rất là xinh nhưng mà Mận Cơm rất thích chui vào những cái hộp này. Thủ quần áo ấy chứ. Mình cũng rất là hào hức để có thể giới thiệu căn phòng này với Mận Cơm ấy. Ừ, mình đang có một cái ý tưởng đấy là tổ chức một trò chơi. Ồ, vậy gây ra bất ngờ ấy. Thích nha, Mận Cơm thích kiểu như là được khám phá. Ê, Mận Cơm không biết là hôm nay ghi tới đâu đúng không? Hình như không biết đâu, không biết. Và cái trò chơi ngày hôm nay để có bốn mật thư và mật thư đấy để tìm ra Gigi. Và Gigi nghĩa sẽ là một món quà rất là lớn đối với Mận Cơm cùng với căn phòng này. Và hôm qua lúc trước khi mà về thì Mận Cơm hỏi là mẹ ơi ngày mai cô chú đến đây quay đấy, mẹ không quay à? Ơ thế à, mẹ không biết gì cả. Và Mận Cơm cũng đã hơi sụt sùi, hơi khóc lóc một chút xíu và mình cũng rất là thương. Nhưng mà có lẽ là để tạo ra ngày hôm nay một cái sự kiện này nghĩ là mình có rất là xúc động. Nhanh, ở đâu ấy nhở? Giật mình không? Vẫn còn biết mẹ đây không? Có. Ơ sao mà không biết bao giờ? Chúng mình sẽ kiểu mình trốn từ nãy giờ mà mình không dám nói một câu gì. Nóng ơi là nóng. Wow, hóa ra người bất ngờ lại chính là tôi mọi người ạ. Cô thấy cái bóng mẹ chúng mày rất thật. Thế á? Có đèn bóng mà. Thật sự luôn. Hết cả chuyện. Cái căn phòng này rất là hợp với lệ Mận Cơm. Và bản thân bà thì bạn rất là vui. Phòng này đẹp hơn phòng cũ. Con thấy cái phòng của cô chú đã làm cho con trông như nào? Con thích khu nào nhất? Cái này. Con thích quả địa cầu này nhất á? Vâng. Con thích gì nữa? Chỗ này. Thế là con thích tất cả những cái này. Vâng. Mỗi cái không gian nó đều có một điểm đặc biệt khác nhau và cả team đều chăm chút ra từ không gian một. Và khi mà bạn Mận Cơm bạn thì bảo là con thích tất cả không gian ở đây thì lúc ấy cảm xúc của mình rất là cảm động. Đây là giường và là giường lơ lửng. Mà con sẽ ngủ ở đây. Có cho anh Cam ngủ cùng không? Có. Con ngủ cho nó ngủ.
Mận Cơm muốn ngủ luôn ở đây không? Muốn ngủ luôn à? Vâng. Vâng luôn. Cái lúc mà Mận Cơm chạy một hồi xong rồi nằm bẹp ra giường xong rồi con thích, con muốn ngủ được luôn ý. Cái cảm xúc này nó rất là vui, bởi vì thực sự là trước đấy bạn ấy đã từng nói là con không muốn ở trong căn phòng này. Sướng nhỉ, sướng nhất Mận Cơm. Cảm ơn cô chú. Cảm ơn ai đầu tiên? Cảm ơn mẹ. Cảm ơn các cô, các chú. Cảm ơn chương trình là nhà. Cảm ơn chương trình là nhà. Thế đã cho mẹ con có một kỷ niệm mới với nhau. Và thế là đây cũng là món quà mà mẹ muốn dành tặng cho Mận Cơm nhân dịp Noel năm nay. Hy vọng là Mận Cơm sẽ có một không gian mới để Mận Cơm có thể rủ bạn bè đến đây chơi này, để học này. Học giỏi không? Có. Hai phai hứa nhá. Với bao nhiêu người nhìn này, xong rồi TV này. Yeah! Cảm ơn mọi người. Trước khi mà làm phòng Mận Cơm ấy, bọn mình đã từng tư vấn chủ nhà là phải thiết kế lớn hơn so với cái lứa tuổi của bé để tiết kiệm. Chính Mận Cơm bạn ấy làm cho bọn mình thức tỉnh là có điều gì đấy mình phải suy nghĩ lại đó. Trẻ em thời đại bây giờ thì các bạn ấy rất nhạy cảm, nên là nếu mà được thì nên đầu tư cho không gian của các bé để các bé phát triển toàn diện nhất. Khi mà thực sự làm nhà Mận Cơm thì mình mới nhận ra hóa ra cái độ tuổi trẻ con nó còn nhiều lắm, từ lúc nó 5 tuổi cho đến lúc nó 15 tuổi, nó là 10 năm cơ. Và nếu mà nó không được thực sự được chăm sóc về sức khỏe tinh thần một cách đầy đủ thì có thể nó sẽ thực sự cảm thấy cô đơn. Mẹ bấm cái này, bấm cái này. Mận Cơm ơi, căn phòng này nó không chỉ là một căn phòng của con ở nữa, nó sẽ là một người bạn của con, vì thế con hãy dùng cái này nhá. Vâng. Để dọn dẹp phòng mỗi ngày, giúp bà nội hút bụi trong căn phòng này nữa. Vâng. Đồng ý không? Đồng ý. Con muốn dùng thử không? Có. Đấy. Thế. Với là bên trong cái phòng cũng nói chung là cũng đầy đủ tiện nghi cho bé, tất cả những cái vật dụng như cao máy hút bụi này, thì với cái độ tuổi của bé bây giờ bé cũng thích khám phá sử dụng và chủ động hơn trong cái việc là bảo vệ sức khỏe của mình. Đọc, con đọc chưa? Không biết ai viết ở đây không? Đọc đi xem nào. Chúc Mận Cơm luôn vui mã. Đây là lời nhắn của cô chú Medi, là cô chú đã thiết kế ra căn phòng này cho con này. Đến giờ phút này thì không quan trọng là việc là ba anh em mình sẽ cảm thấy cái không gian này nó như thế nào dưới con mắt của anh em mình nữa. Thì vấn đề cuối cùng vẫn là bé cảm thấy thích thì đấy là điều tuyệt vời nhất rồi. Không bàn tới cái việc là công năng này nó sẽ phù hợp ở độ tuổi này hay lớn hơn còn sử dụng được không nữa. Chúng ta cứ vui đi đã. Chúng ta cứ tận hưởng nó đi đã, thì em thấy đấy là một cái điều cũng rất là quan trọng và chương trình thì cũng đã làm được cái điều đó. Dù em có kiến thức hay em có nhiều thủ pháp đến đâu, nếu mà không có cái tâm ấy, thì sẽ không bao giờ đưa ra được một cái sản phẩm kiểu như vậy. Cái đấy là cái mà trẻ con nó đón nhận từ suốt từ đầu đến giờ, là dù thế này thế kia mình đều thấy xuyên suốt là họ đều rất có tâm. Đây là nơi bây trèo đi. Mình con phải luyện tập cái này này, xong bao giờ đi Teeny World xong rồi. Ôi, con dễ sẽ dễ thật không? Thì con phải leo núi. Đây. Nào, xong cái lều này. Đây ngồi. Máy bay điều khiển từ xa. Đây ngồi đây. Mẹ có một cái bất ngờ nữa dành cho Mận Cơm. Con có đoán được là gì không? Thử xem là mẹ sẽ dẫn con đi đâu. Đi về mẹ. Đi về mẹ phải làm gì? Ngoan. Thôi mày hát đến đây đi. Mày hát đến đâu? Mỗi người hát mấy dòng? Bây giờ mỗi người hát 4 dòng. Ok luôn. Con hát 4 câu đầu nhá. Mày hát 4 câu sau. Nhưng cái câu rồi cũng nhiều ngày con phải hát cùng với mẹ vì mẹ không thuộc. Hả? Bây giờ hát 4 câu đầu đi. 2, 3. Alo. 2, 3. Khi con bé mẹ ướng sau này lớn lên, sẽ tung bay đi khắp chân trời nhân thế. Rồi bỗng nhiên một ngày, trong mẹ có con, ước muốn khi xưa đã hóa ra con tự hào.
mẹ cũng quên dần quên. Ước mơ của mẹ là gì? Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Rồi cao thế? Thì phải hát cao mới hay chứ. Thế à? Mình sẽ mua thêm nhiều thứ để cùng với con trang trí cho căn phòng này. Mình nghĩ là Mận Cơm sẽ rất là thích, bởi vì đây đúng là căn phòng của mình, đúng là ngôi nhà của mình. Rồi con cũng có ước mơ riêng mình, và con cũng cố gắng theo hết mình. Căn phòng như thế này, bản thân Gigi cũng mơ ước. Ở vì hồi nhỏ, Gigi cũng không có được không gian riêng cho mình. Mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ. Mẹ Giang ấy thì rất là tình cảm với con cái, mà quan tâm đến Mận Cơm lắm. Cái phòng của Mận Cơm đây thì mẹ Giang muốn về ngủ với con cũng được. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Mẹ chẳng bao giờ tin bé con của mẹ ngày ấy vừa chớm mắt vài giây. Đây sẽ là nơi lưu giữ nhiều ký ức về tuổi thơ của Mận Cơm. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Giờ con đã đứng trên trường mẹ thấy, và con đã chứng minh cho mẹ thấy rằng con đã lớn khôn. Mẹ vui lòng, mẹ vui lòng. Muốn khi xưa mẹ cất lại như một kỷ niệm. Sao mày tự nhiên mày khóc không? Tôi biết. Mận Cơm yêu dấu của mẹ, cảm ơn con đã đến với mẹ trong cuộc đời này. Có con, mẹ như thêm rất nhiều niềm tin vào cuộc sống. Hãy nhớ là mẹ ở đây và mẹ là nhà của con nhé. Yêu thương con hơn tất cả mọi điều. Cậu này mà trưởng thành lên là một chỗ dựa rất là vững chắc cho mẹ đấy. Tuyệt vời. Anh cũng là một người kiểu rất là thương con gái của mình ấy, kiểu nhìn hai mẹ con như này thấy rất là thích, rất là đáng yêu. Anh thấy trong này nó có một cái rất là hay, nó sẽ lưu giữ cho cái cậu bé này chính là cái quá trình làm cái này, lưu giữ cho nó một cái ký ức sau này là đã có một thời kỳ rất nhiều người bao gồm có mẹ mà làm rất là tận tình cho nó một cái không gian đấy trong những cái năm tuổi thơ đấy. Đây là một cái kỷ niệm rất là đẹp mà bé có thể giữ lại được. Nó gắn hết ở trong cái đó, tình cảm nó gắn hết ở trong cái thứ đó. Những cái khoảnh khắc mà hạnh phúc như vậy thì là niềm vinh dự của tất cả những người làm chương trình. Thì sau cái buổi ghi hình hôm nay á, thì thật sự ra mình cũng muốn về nhà. Chính xác. Thật sự quay cuồng bên gia đình. Dạ vâng. Nhóc ngoại. Thế mà chương trình rất là cảm ơn các anh đã có mặt ngày hôm nay. Hy vọng rằng là những câu chuyện của chương trình mang tới thì sẽ truyền cảm hứng, sẽ làm cho mọi người muốn về nhà của mình hơn. Vì hơn cả cái nhà đó chính là tổ ấm. Panasonic.